Chào mọi người, đó là cái bữa ăn đầu tiên của mấy em Vành Thị Chó sau khi biết ăn. Này, chặt dừa ra cho nó ăn á. Mấy con lứa trước rồi ăn mì tôm, còn lứa lại cho ăn dừa. Con nào uống nụ ha. Cả mớ dừa đấy, mình uống nước xong mình cho nó ăn dừa. Sơ sơ mà đã có người đặt rồi. Bán một con mà lại để lại hai con nuôi. Con nào khôn thì để lại.